Ready? Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Đại dịch làm mình không thể gặp được gia đình, bạn bè. Nhưng hôm nay lại là ngày sinh nhật ý nghĩa nhất đời mình. Thật ra hôm nay mẹ mình đã gọi và kể với mình. Mẹ đã xem một clip một gia đình 4-5 người mất do đại dịch, chỉ còn lại một người nhìn rất là đau lòng. Mẹ mình bảo chúng ta còn được ở trong nhà là đã an toàn và hạnh phúc lắm rồi. Hôm nay bạn bè của mình cũng gọi điện và tám chuyện cùng với mình. Và có rất nhiều người bạn cũng gửi lời chúc đến mình. Mong rằng đại dịch sẽ nhanh chóng qua đi và tất cả mọi người sẽ được khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc. Happy birthday tới tất cả những người bạn có sinh nhật trong tháng 8 nha.